Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình đã quay trở lại rồi đây. Các bạn còn nhớ cái chiếc xe cẩu múc bột cam này của mình không? Bữa nay mình sẽ quay lại đây để mình đào đồ chơi đây. Bây giờ mình sẽ múc mình đào đồ chơi đây các bạn ơi. Không biết dưới đây có đồ chơi gì không nữa nha. Ui cái gì đây các bạn ơi? Ui nguyên một cục đất bự quá trời luôn. Ui hình như là mình đụng được cái gì rồi đó các bạn ơi. Ôi mình gặp được chiếc xe gì rồi nè. Ôi chiếc xe này rất là dài luôn nha các bạn ơi. Ui chiếc xe này rất là dài luôn. Ui xe này xe gì đây? Thì ra là một chiếc xe container chở chở hàng nha các bạn ơi. Nó xuất đằng sau ra luôn rồi nè các bạn. Trong đây nó có xe nhóc chân nè, mình đổ ra thử xem coi có xe gì trong đây nha. Đây nè các bạn ơi. Đây là một con chó cứu hộ nha các bạn. Còn hai chiếc trong đây nữa nè các bạn ơi. Còn hai chiếc xe trong đây nữa nè, mình sẽ đổ ra nha. Ui đây là một chiếc xe máy xúc nha các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc nè các bạn, máy xúc cát nha. Xe xúc đó các bạn ơi. Còn trong đây một chiếc nữa để mình đổ ra luôn cho các bạn xem nha. Xe này xe gì đây? Để bị mắc kẹt trong đây nè các bạn ơi. Nó bị mắc kẹt cứng ngắc luôn rồi. Thì ra đây là một chiếc xe cẩu múc cát nhỏ nè các bạn ơi. Rất là thấy cưng luôn nha. Được ba chiếc xe nhỏ nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô gỗ luôn nha. Mình sẽ cho vô gỗ luôn các bạn ơi. Chiếc xe container đầu kéo nè các bạn ơi, nó bị sứt cái đầu kéo ra luôn rồi. Cho vô gỗ luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào thôi các bạn ơi, mình tìm đồ chơi nữa nha. Mình phát hiện ở đây thêm một chiếc xe gì nữa nè các bạn ơi. Một chiếc xe gì này cũng bự lắm nha các bạn. Ôi để mình đào lẻ coi. Hình như là một chiếc xe cứu thương các bạn ơi. Mình thấy được chữ xe cứu thương nè. Xe cứu thương nè các bạn ơi. Xe cứu thương rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ sẽ cho vô gỗ luôn. Tiếp theo coi các bạn ơi. Xe gì nữa đây? Ui các bạn ơi. Xe này xe gì rất là bự luôn nè. Ui xe này có 6 cái bánh luôn các bạn ơi. Ui để mình moi lên nha. Thì ra là một chiếc xe bồn nha các bạn ơi, một chiếc xe bồn nha. Xe bồn rất là bự luôn nè các bạn ơi. Ở đây có hai anh tài xế trong đây nữa nè các bạn. Có hai anh tài xế đang lái trong đây nè các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Ok bây giờ mình sẽ cho vô gỗ luôn nha các bạn ơi. Tiếp tục mình đào coi. Ui mình đụng cái gì nữa rồi nè các bạn ơi. Đụng chiếc xe gì nữa rồi nè. Ui bữa nay đồ chơi toàn là xe bự không nha các bạn ơi, toàn là xe đẹp không à. Là một chiếc xe tải chở hàng nha các bạn ơi. Để hàng quá trên đây người ta chở nè các bạn. Thường thường người ta chở mấy chiếc xe du lịch được đó các bạn ơi. Ôi xe này rất là đẹp luôn các bạn ơi, xe tải rất là đẹp luôn nha. Cho vô gỗ luôn. Tiếp theo coi. Ui các bạn ơi. Mình phát hiện ra chiếc xe gì nữa rồi nè. Bây giờ mình lại sẽ lấy cái cây sẻng của mình ra mình đào nha các bạn. Đây. Lấy cây sẻng của mình ra đào cho lẹ nè các bạn ơi. Ui cái xe gì đây? Mình sẽ móc ra nha. Thì ra là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn nè. Cái đồ xây nè các bạn ơi. Cái đồ xây để trộn bê tông nè. Xe dính cát tùm lum luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Cho vô gỗ luôn nha. Gần đầy gỗ luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sắn xuống nha. Sắn xuống tạo được chơi đây. Ui mình đụng cái hộp gì nè các bạn ơi. Ui mình sắn mình đụng cái hộp gì rồi. Ngon lành luôn nha các bạn. Với xe gì đây? Nguyên một cái hộp đồ chơi luôn nha các bạn ơi, còn mới luôn, chưa khui luôn này nha. Ôi một chiếc xe container chở quá trời xe trong đây luôn. Bây giờ mình sẽ tìm đường mình mở ra cho các bạn xem nha. Ôi mình sẽ mở ra đây. Ôi các bạn ơi, nguyên một chiếc container luôn. Chở đây có rất là nhiều xe luôn nè các bạn ơi. Đây một chiếc xe hơi nha các bạn, xe ô tô hơi, xe hơi nha. Một chiếc xe mui trần luôn nè các bạn ơi. Ở trong đây còn hai chiếc nữa nè các bạn ơi.
qua wow, chở được 4 chiếc xe nha, để mình thử xem chiếc xe này có chạy được không nha các bạn ơi. Đây mình sẽ chở thử nha. Wow, ôi cái bánh chớn chạy rất là ghê luôn. Wow, đấy các bạn thấy ghê chưa? Đây chạy nè. Wow, đây, hai chiếc xe kia rớt ra luôn nè các bạn ơi. Đây đó, cái đồ để chạy lên nè các bạn, chạy lên luôn nha. Wow, wow. Đây một chiếc nữa nè, đẩy lại nha. Rồi xong chở đi. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Cho vô gỗ luôn nha các bạn ơi. Đây, cho vô gỗ luôn nha. Wow, ôi được 4 chiếc xe nhỏ nè các bạn ơi, 4 chiếc xe nhỏ rất là đẹp luôn nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào coi còn cái gì nữa không nha. Ui, mình sắn mình đụng cái gì nữa rồi nè các bạn ơi. Wow, ui thêm một chiếc xe nhỏ nè các bạn ơi, mà không biết xe gì đây. À, hình như là xe này là xe cứu hộ nha các bạn. À, chiếc xe nhỏ này xe cứu hộ các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Wow, có cái cần cứu hộ nữa các bạn ơi. Đấy, cho vô gỗ nha. Rồi, ok các bạn ơi, thì bây giờ có lẽ mình sẽ đi rửa nha các bạn ơi, quá trời đồ chơi luôn rồi. Đây, mình sẽ đi rửa nha. Wow, à, ở đây mình có một cái thao nước nữa các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ rửa nha. Đây. Wow, một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đấy. Wow. Ô, chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Wow. Đây, mình sẽ để đây nha. Hả? Tiếp theo. Ô, đây là một chiếc xe bồn nè các bạn ơi. À, bồn này bồn chở dầu nha các bạn, bồn chở xăng dầu nha. Wow. Để đây luôn nha. Đây. À, một chiếc xe tải để chở hàng quá nè các bạn ơi, xe tải để chở hàng nha. Đó. Wow, rất là nhiều luôn. Đây một chiếc xe cứu thương nè các bạn ơi. Wow. Ôi, một chiếc xe cứu thương rất là đã luôn nha. Đây cho đây luôn. Ui. À. Ô, một chiếc xe cứu hộ này. Đấy, chờ ở đây nha. Chiếc xe container đầu kéo đây các bạn ơi. Wow. Đây xe container đầu kéo đây. Hồ, để mình gắn lại nha các bạn ơi. Đây mình gắn vô đây nè các bạn. Đấy. Đó, gắn vô chiếc container nè các bạn ơi. Wow, còn mấy chiếc cái đồ chơi nhỏ nhỏ nè các bạn. Đây, sẽ cho vô đây luôn nha. Sẽ cho vô đây mình rửa một lượt luôn. Wow. Ôi. Đó. Wow. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây. Đấy. Ok, quá trời đồ chơi luôn các bạn ơi. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha.